Vâng, xin chào quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và trên video ngày hôm nay thì bên cơ sở xin được giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng đang theo dõi video về cặp lục bình đục tứ quý chất liệu gỗ xà cừ. Vâng ạ. Thì cặp này bên cơ sở làm theo chiều cao tương đối là nhỏ, cao chỉ là 1m27, vâng, là vào phổ của 1m30, và đường kính của đôi này thì nó rơi vào khoảng 35, vâng. Vòng bụng thì nó được 112, cũng tương đối là to so với đôi 1m3 đục tứ quý theo cảnh thông mai cúc trúc. Và trên đây thì là phần thô phần mộc cho cặp lục bình gỗ xà cừ này, vâng ạ. Hàng mộc cực kỳ là đẹp và không dập không rác. Đôi này bên cơ sở đã phơi qua 3 tháng rưỡi và hàng thì vừa mới cho đánh qua để ráp để lên được màu cho quý vị xem. Vâng, tuy là đã phơi khô nhưng mà cực kỳ là mới và đẹp, không có vết lứt mấy và cũng không có vết rác. Vâng, để theo ngày tháng là nó sẽ không có vấn đề gì cả. Vâng, và nếu như có quý vị anh chị nào có nhu cầu đặt mua cho cặp lục bình có chiều cao 1m30, vâng, chuẩn là 1m27 lục tứ quý phun sơn mỹ u hoặc là hàng mộc cũng được, có thể là liên hệ cho bên cơ sở để được tư vấn cũng như là báo giá luôn. Vâng, và trên đây thì cũng xin để lại giá cho quý vị được tham khảo. Vâng, so với đôi phun sơn mỹ u thì sẽ có giá là 8.700.000. Vâng, 8.700.000. Và đôi trơn sẽ là 8.200.000. Và bên cơ sở sẽ miễn phí vận chuyển 100 km đầu tiên quanh khu vực Hà Nội. Và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam. Vâng ạ. Và có giao toàn quốc, giao tận nhà mọi người. Anh quý vị ở xa thì cũng không phải lo về vận chuyển. Vâng ạ. Chỉ có 8.700.000 cho đôi lục bình 1m30 gỗ xà cừ đẹp. Vâng, phun sơn này phun sơn theo yêu cầu, và quý vị anh chị là cần phun sơn theo màu nào thì bên cơ sở sẽ là phun theo màu yêu cầu, bất kỳ màu nào cũng được. Vâng ạ. Và trên đây thì bên cơ sở còn sẵn các loại lục bình gỗ xà cừ từ hàng đục cho đến hàng trơn, đủ loại kích thước khác nhau, và kể cả bàn ghế sập thả án gian đầy đủ, giường tủ các loại. Nếu quý vị anh chị cần tư vấn có thể là liên hệ trực tiếp ạ. Vâng, và trên đây thì cũng xin được kết thúc video. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Và xin chào.